với chị Ngô Thị Thanh Tiên, một nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, việc nghỉ lễ kéo dài từ ngày 2 tháng 9 đến 5 tháng 9 là một đề xuất khá thú vị. Bản thân chị có con năm nay lên lớp 6, chuyển sang một ngôi trường mới nên cũng rất muốn đưa con đến trường ngày đầu tiên. Tuy nhiên, việc được nghỉ hẳn 4 ngày liên tiếp lại khiến chị khá băn khoăn vì khó có thể áp dụng đồng loạt từ cơ quan nhà nước đến các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp làm ăn với nước ngoài. Cho họ phụ huynh nghỉ cũng được, nhưng mà đều quan trọng là công ty của họ ngày 5 tháng 9, ví dụ như ngày 5 tháng 9 nó rớt vào những ngày đơn hàng phải giao, hoặc là vào một cái guồng máy bận rộn trong ngày 5 tháng 9, thì nếu mà ai cũng nghỉ đưa con đến trường hết thì những công ty thì làm sao mà họ hoạt động được. Tại vì ngày 5 tháng 9 là Việt Nam đưa trẻ đến trường, nhưng mà ngày 5 tháng 9 thế giới đâu có đưa trẻ đến trường. Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, qua quá trình làm việc, nắm tâm tư nguyện vọng và nhận thấy, người lao động mong muốn được nghỉ trong ngày 5 tháng 9, ngày được xem là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Đây là nguyện vọng chính đáng của người lao động và cần được tạo điều kiện để những người này yên tâm làm việc. Tốt nhất thì đơn vị doanh nghiệp có thể linh động hỗ trợ tạo điều kiện về mặt thời gian cho những đoàn viên và người lao động có con ở trong cái độ tuổi đến trường, mà đặc biệt đó là những gia đình đoàn viên và người lao động là có con mới bắt đầu đi vào mẫu giáo, nhà trẻ. Trong tương lai, tổ chức công đoàn tính toán có thể đưa việc nghỉ ngày 5 tháng 9 vào thỏa ước lao động để cả người lao động và sử dụng lao động chủ động hơn trong công việc. Theo các chuyên gia, tuy ngày nghỉ lễ Tết của Việt Nam thấp so với khu vực, song nay chưa phải là thời điểm để đề xuất vì phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội.